Chào các em, chúng ta cùng nhau giải vòng số 2 Willambeck lớp 9. Như thường lệ, thầy lại chọn một cái bài giải của học sinh giỏi khối 9 của thầy để thầy sửa lại. Nó sẽ có những câu sai trong khi các bạn làm, thì đó chính là những câu rất quý giá. Các em cố gắng biết được bạn sai chỗ nào để mình tránh ha. Chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi như thường lệ. Rút gọn biểu thức này, ta có giá trị tuyệt đối của x cộng với giá trị tuyệt đối của 1 trừ x. Vì x dương cho nên giá trị đối với x sẽ bằng x, và vì x nhỏ hơn bằng 1 cho nên giá trị đối của 1 trừ x sẽ bằng chính nó luôn. Vậy kết quả sẽ bằng 1. Okay. Tam giác ABC vuông ở A có đường cao AH bằng 6, BH bằng 4,5. Vậy các em tính, có nhiều cách để tính AB lắm. Các em tính CH trước cho thầy. Dùng hệ thức lượng lấy 6 bình chia cho 4,5 thì bằng 8. Vậy AC sẽ bằng 10. Theo hình lý Pythagore 6, 8, 10. Em vẽ hình ra các em sẽ thấy rõ liền. Ồ, chết. Người ta bắt tính AB, chúng ta lại đi tính AC. Các em rút kinh nghiệm nha. Người ta bảo tính AB, mình đi tính AC là sai mất rồi. Rồi, cái bình hai vế lên sẽ ra thôi. Một trăm chín mươi sáu ha. Tuyệt đối không được làm ẩu các em nhé, cẩn thận. Những câu dễ cố gắng là đừng để mắc sai lầm, bởi gặp mấy câu khó là mình sẽ trả giá đó. Tam giác ABC vuông cân ở A có độ dài cạnh AB, như vậy nó chính là nửa hình vuông đó. Mà hình vuông thì đường chéo của nó sẽ bằng cạnh nhân cho căn 2. Như vậy là 4 căn 2 nhân căn 2 sẽ thành 8 nha. Tam giác vuông ở A đường cao AH 1,5, AC thì bằng 2,5. AH 1,5, AC bằng 2,5. Vậy các em dùng Pythagore là ra rồi. 2,5 bình trừ cho 1,5 bình là bằng 4. Như vậy CH sẽ bằng căn 4 là bằng 2. Đọc đề cho kỹ. Rồi, phương trình này sẽ có nghiệm là gì? Đây là một bài toán, nếu mà làm bằng tự luận là sẽ khó lắm. Nếu mà giải bằng tự luận thì các em sẽ nhân hai vế cho căn 2 nha. Đáp án sẽ là 3 nha. Này, chúng ta bấm máy thôi, hoặc là biến đổi nhanh luôn. Cái biểu thức thứ nhất sẽ ra căn của 49 là bằng 7. Còn biểu thức thứ hai sẽ ra 169 là 13. 7 với 13 thì ra 20. Rồi, cái này chúng ta có thể bình phương hai vế hoặc là tính sắp xỉ ra để so sánh cũng được. Còn thầy thì thầy trừ hai biểu thức đó cho nhau, có kết quả dương hay âm hay bằng không. Kết quả âm ha. Vậy là số thứ nhất sẽ bé hơn số thứ hai, thì trừ nó ra âm. Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng 2, kẻ AH vuông góc với lại BD. Vậy là bài toán hệ thức lượng. Okay.
AH bằng căn 3. Vậy bây giờ tính độ dài đường chéo BD. Vậy em tính DH cho thầy là DH sẽ bằng 1 theo Pythagore. Rồi sau đó DB sẽ bằng AD bình chia DH, tức là 2 bình chia 1 là bằng 4 nha. Rồi, hình chữ nhật ABCD có diện tích 4 căn 3, AH vuông góc với BD tại H. AH bằng căn 3. Rồi, như vậy diện tích của tam giác ABD sẽ bằng nửa diện tích hình chữ nhật là 2 căn 3, mà đường cao là AH là bằng căn 3 rồi. Như vậy BD sẽ bằng 4 nha. BD bằng 4. À, xin lỗi, BD bằng 2 nha. Em kiểm tra lại nữa nào. ABCD là hình chữ nhật, diện tích là biết rồi. AH thì bằng căn 3. AH vuông góc BD. Giờ tính chiều rộng của hình chữ nhật này. Giờ thầy gọi chiều rộng là SD. Chiều dài là Y. Vậy S sẽ nhỏ hơn Y đó nha. Vậy ta sẽ có phương trình là gì? X nhân Y bằng 4 căn 3 là 1. Đồng thời giờ ta tính cái đường chéo ha. Thì diện tích của nửa hình chữ nhật sẽ là 4 căn 3 chia đôi là 2 căn 3. Diện tích của nửa hình chữ nhật là diện tích tam giác ABD đó kìa, là bằng 2 căn 3. Như vậy là 1 phần 2 nhân AH nhân BD sẽ bằng 2 căn 3. Từ đó ta sẽ có là 1 phần 2 nhân căn 3 nhân BD là bằng 2 căn 3. Như vậy BD sẽ bằng 4 nè. Như vậy X bình cộng Y bình sẽ bằng 16. Đồng thời X nhân Y sẽ bằng 4 căn 3. Giờ ta giải hệ phương trình này. X bình cộng Y bình bằng 16, suy ra X cộng Y tất cả bình trừ cho 2 XY sẽ bằng 16. Như vậy 4 căn 3 tất cả bình trừ 2 XY sẽ bằng 16, tức là 2 XY sẽ bằng 4 căn 3 tất cả bình chia 16. Các em cũng có thể giải bằng phương pháp thế nha. Thế ở đây thầy đưa về giải hệ phương trình. À mà hệ phương trình các em lại chưa học này, nhưng mình phải chấp nhận thôi. Bồi dưỡng học sinh giỏi là chúng tôi lúc chúng ta phải coi trước một số cái kiến thức cần thiết nha. Giờ thầy giảng lại bài này một chút. BD các em sẽ tính được bằng 4 cm. Từ giả thiết AH bằng căn 3 và diện tích bằng 4 căn 3. Rồi gọi chiều dài, gọi chiều rộng là X, chiều dài là Y, thì ta sẽ có ngay X nhân Y bằng 4 căn 3. Và theo định lý Pythagore thì X bình cộng Y bình sẽ bằng 16. Em chuẩn bị nháp cho kỹ. Như vậy thầy sẽ có từ công thức X bình cộng Y bình bằng 16, thì các em sẽ suy ra là X cộng Y tất cả bình trừ 2XY là bằng 16. Hay nói cách khác, X cộng Y tất cả bình là bằng 16 cộng cho 2,
nhân cho 4 căn 3 x nhân y 4 căn 3 mà xem. Vậy x cộng y sẽ bằng căn của 16 cộng cho 8 căn 3. Tương tự, cũng từ công thức x bình cộng y bình bằng 16, các em sẽ suy ra là x trừ y tất cả bình cộng 2xy thì bằng 16. Như vậy x trừ y tất cả bình sẽ bằng 16 trừ cho 2 lần nhân cho 4 căn 3. Từ đó các em sẽ có x trừ y là bằng căn của 16 trừ 8 căn 3. Như vậy ta trở về bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu. Tìm hai số biết tổng và hiệu. Vậy số bé sẽ bằng tổng trừ hiệu chia đôi ha. Ta ứng căn 16 cộng 8 căn 3 trừ cho căn 16 trừ 8 căn 3 được bao nhiêu chia đôi thì bằng 2. Vậy chiều rộng của hình chữ nhật sẽ bằng 2. Bài toán này cũng khá lắt léo nha. Bài 95, xin lỗi, bài cuối cùng để lấy điểm 10 cho em, lấy điểm 100. ABC vuông cân ở A, đường cao AH bằng 2 căn 2. Như vậy là cái cạnh huyền bên dưới cạnh BC sẽ bằng 4 căn 2. Rồi nhân nhau chia đôi thôi. 2 căn 2 nhân 4 căn 2 thì sẽ bằng 16. 16 chia đôi thì được 8. Bài toán quá dễ dàng. Rồi, chúc mừng bạn học sinh đã hoàn thành được bài thi thứ nhất với điểm tối đa. Bài thi 2. Câu số 1 sẽ bằng âm 1,7, nhìn vô thấy liền các em. Bài này 5 là 25 nhân 2 là 20. Cẩn thận. Hàng đẳng thức số 3 nha, muốn xác định AB các em phải nhìn vào hiệu á, cứ đừng có nhìn vào tổng. Nhìn vào tổng chúng ta sẽ lộn 5 căn 2 bình trừ 2 căn 3 bình đó. Như vậy A lớn của chúng ta là 2 căn 3, còn B lớn là 5 căn 2. Âm 38. Chúng ta ở gần ngoài đường cho nên xe nó chạy hơi ồn xíu nha, các em thông cảm nha. Khi thầy thu âm để thầy giảng nó hơi ồn. Này, bấm máy thôi kìa, bấm máy thôi. Này sẽ bằng 3. Này ra âm 11. Này ta bình phương hai vế lên. Vậy x bình sẽ bằng 9. Thì x sẽ bằng trừ 3 nha. Bài này sẽ ra 42.
Câu số 8. Tam giác vuông ở A có đường cao là AH. AB thì bằng 4. CH thì bằng 2 căn 2. AB bằng 4, CH bằng 2 căn 2. Khi đó AC bằng bao nhiêu? Giờ các em đặt BH bằng X cho thầy đi. Vậy ta có công thức là 4 bình bằng X nhân cho X cộng 2 căn 2. Giải phương trình này dùng máy tính giải. Giải như thế nào thì các em phải có thủ thuật sử dụng máy tính ha. Trên kênh của thầy có video đó. Như vậy tam giác này là tam giác vuông cân đó các em, bởi vì x giải ra là bằng 2 căn 2. Vậy từ đó AC nó sẽ bằng 4 luôn. Bài này chúng ta cũng có thể giải bằng tỷ số lượng giác các em nhé. Thì cos của cái góc B ấy, cos của góc B là các em lấy 2 căn 2 chia cho 4 là nó ra góc đẹp luôn. Góc B 45. Vậy là tam giác vuông cân đó. Còn nếu chưa học tỷ số lượng giác thì kem giải bằng hệ thức lượng cũng được, không sao cả. Nghiệm nguyên của bất phương trình này, x cộng 2 sẽ lớn hơn bằng x bình phương, tức là x bình phương trừ x, x bình phương trừ x trừ 2 sẽ nhỏ hơn không. Giải bất phương trình này giải như thế nào, lên kênh của thầy nha. Chứ ở đây áp lực thời gian, thầy phải giảng theo bài của bạn chứ không thôi hết giờ. Vậy ta sẽ có là trừ 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 2. Bây giờ chúng ta sẽ tìm những số nguyên nằm trong vùng lớn hơn trừ 1 và nhỏ hơn 2 thì sẽ có số nào? Số 0 và số 1, hai số đó. Số 0 là căn 2 lớn 0 rồi, số 1 là căn 3 lớn 1 rồi, thêm số 2 vô vậy. Số 2 thì căn 4 lớn 2 là sai. Đó, trừ 1 vô. Trừ 1 vô được không? Trừ 1 vẫn được các em. Trừ 1 cộng 2 là bằng 1. Và lượng vẫn lớn hơn trừ 1 bình thường. À, cẩn thận nha. Ta thử lại nè. Trừ 1 cộng 2 vẫn lớn hơn trừ 1. Trừ 2 là được không? Trừ 2 vẫn được kem. Trừ 2 cộng 2 là 0. 0 thì lớn hơn trừ 2. Vậy cái bài này, cái 7 rất hay. Nếu là toán tự luận thì thầy sẽ có cái chuyên đề về phương trình vô tỷ.
để giải quyết triệt để bài toán này. Còn đối với toán viên bích thì chúng ta cố gắng làm càng nhanh càng tốt. Cái phương trình sau khi bình phương lên đó, thì nó chưa chắc tương đương với phương trình này. Vậy để giải bài toán này chúng ta phải chia hai trường hợp đó, x dương và x âm. Rồi ta so sánh 3 căn 2 với 2 căn 3. Dễ dàng là điền vào đây là dấu lớn. Rồi ta nộp bài kia. Bài thi số 3. Vượt chướng ngại vật. Bài này thì khó nháp. Sẽ ra là căn 3 trừ 1. Vậy hệ số A là 1. Còn hệ số B là trừ 1 đó. Như vậy là 1 trừ trừ 1 là sẽ bằng 2. Cái chuyên đề căn 2 lớp thì em nào tham gia cái lớp bồi dưỡng sẽ thấy đơn giản thôi. Kết quả là 29 phần 15. Kem bình phương hai vế lên. Kết quả sẽ nhỏ hơn. Bây giờ cái này các em lấy cái này trừ cho cái này cũng được. Kết quả trừ nó sẽ ra một trong ba trường hợp. Nếu bằng 0 thì hai cái đó bằng nhau. Nếu kết quả trừ ra dương thì A lớn hơn B. Còn nếu kết quả trừ ra âm thì A sẽ nhỏ hơn B. Tìm số nguyên lớn nhất thỏa mãn cái đó. Ta giải ngoài nháp, giá trị tuyệt đối của 1 cộng 5x thì bằng trừ của 1 cộng. Như vậy có nghĩa là 1 cộng 5x là âm. Thì giá trị tuyệt đối mới ra số đối, đúng không nào? Vậy là 5x sẽ nhỏ hơn trừ 1. Hay nói cách khác là x nhỏ hơn trừ 0,2. Giờ số nguyên x nào lớn nhất mà vẫn nhỏ hơn âm 0,2?
đó chính là âm 1. Rồi, tạm biệt các em. Gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo.